Có cái điều quấn bóng kỹ đấy anh. À, anh đang lấy một ít những cái đồ gọi là cái rễ của hoàng đàn tuyết lạng sơn đóng thành cái túi như thế này. À, bởi vì là phải để ở trong túi bóng đây thì mới bảo quản được cái mùi với cái hương thơm. Với cái thứ hai là để ở trong đây khoảng vài ba hôm ấy thì những cái rễ này là rễ tốt. Đấy thì nó sẽ lên được cái mặt tuyết như này. Đấy, để rất nhiều những cái rễ nhỏ nhỏ như này nhưng mà để vài hôm cái nó sẽ lên tuyết. Đấy, đây nếu ví dụ như những cái này nhá. Đấy là nó còn thấu quang này, cái tuyết còn thấu quang này. Ở những cái rễ này là những cái phần mà còn thừa ở của những cái đầu mà làm về cái vòng loại 1A ấy thì thành ra là nhặt lại xong rồi thì đóng thành túi như này. Đấy, để một là làm cái phôi dưỡng cho những cái vòng tốt, và hai là như này thì các bác có thể là để treo xe ô tô, để ở trên bàn làm việc hoặc là bàn trà nó rất là thơm. Đấy, thành ra là tuy nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà đây đều là những cái rễ này là rễ có võ đấy nhá, rất là thơm đấy.